Hoan hỉ được chào đón quý anh chị và các bạn đến với kênh của Huyến ATK Vlog. Lần đầu tiên, tôi xin gửi tới quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Mong các anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ kênh trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp và những con số đẹp trong ngày. Vậy đón ngày mới, đường tình duyên, sức khỏe, tài lộc và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc của từng con giáp sẽ biến động ra sao và 12 con giáp nên làm những điều gì để đón một ngày mới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi đi tìm hiểu nội dung chính, quý anh chị nào lần đầu đến với kênh hay quý anh chị nào mà còn chưa đăng ký kênh thì xin hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ, sau đó nhấn nút chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất. Và ngay bây giờ quý anh chị và các bạn cùng tôi tìm hiểu nội dung chi tiết của 12 con giáp trong ngày hôm nay. Thứ nhất là về tuổi Tý. Tử vi cá nhân hàng ngày Phương Đông dự đoán rằng hôm nay ngày 7 tháng 3, vận trình của tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công khai trương. Cát khí vượng ngày mới sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ. Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là tuổi Tý sẽ xảy ra bất hòa với một ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sức mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình. Về sự nghiệp, hôm nay đạt 6 sao. Về tài lộc đạt 7 sao. Về sức khỏe đạt 6 sao. Về tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 36, 81, 09. Về tuổi Sửu, tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay mùng 7 tháng 3 cho biết rằng vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi. Các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kỵ cố tình chơi xấu. Chính vì vậy, con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác. Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi Sửu không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày. Con số may mắn trong ngày hôm nay 94, 74, 73. Về tuổi Dần, tử vi hàng ngày Phương Đông cho biết hôm nay ngày 7 tháng 3, tuổi Dần không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối. Vận trình tài lộc của tuổi Dần hôm nay cũng không được khả quan cho lắm. Bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không vừa mất tiền lại mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Dần cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. May mắn là tuổi Dần đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu, đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hòa giải được những mâu thuẫn bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Con số may mắn trong ngày hôm nay 02, 10, 50. Về tuổi Mão, chuyện tiền bạc ngày hôm nay, ngày 7 tháng 3, tuổi Mão vô cùng may mắn, dồi dào, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Về tuổi Thìn, hôm nay ngày 7 tháng 3 được thần tài trợ mệnh nên tuổi Thìn sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài.
Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những thần thưởng về mặt tài chính. Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về tiền bạc, nhưng tuổi Thìn cũng nên trân trọng thành quả của mình. Đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những việc lựa chọn phù hợp, xứng đáng vào thời điểm này. Tuy nhiên, ngày này lại là một ngày khá xung khắc về tình cảm của tuổi Thìn. Bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán trường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này, e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ. Về sự nghiệp, đạt 9 sao. Tài lộc đạt 9 sao. Sức khỏe đạt 5 sao. Về mặt tình cảm đạt 2 sao. Con số may mắn 35, 70, 53. Về tuổi Tỵ, hôm nay sự nghiệp tuổi quý Tỵ lên như diều gặp gió. Bạn đang năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy, tử vi ngày 7 tháng 3 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính. Không nên cho người khác vay tiền cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết. Tình cảm như ý, tuổi Tỵ đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng là nguồn động lực lớn giúp tuổi Tỵ thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. Có vẻ tình trạng sức khỏe của tuổi Tỵ hôm nay không được tốt lắm. Cần thiết hãy đi khám cho yên tâm. Về sự nghiệp đạt 9 sao. Về tài lộc đạt 6 sao. Về sức khỏe đạt 4 sao. Về tình cảm đạt 7 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 85, 29, 46. Về tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ ngày 7 tháng 3 này không nên nghiêm khắc, gượng ép bản thân quá nhiều. Bạn đang tự giới hạn bản thân vào một khuôn khổ nhất định. Chính vì thế những rào cản mà bạn tự tạo ra không làm bạn có thể phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Hãy bắt đầu lên kế hoạch từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra trong ngày. Tuổi Ngọ nên tận dụng những khoảnh khắc mà có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu của mình. Đừng để những tác động xung quanh làm ảnh hưởng tới bạn. Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mangan rất tốt. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những biểu hiện của việc nôn nóng, nóng trong, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy, hãy uống thật nhiều nước để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn. Về sự nghiệp, đạt 6 sao. Tài lộc đạt 7 sao. Sức khỏe đạt 7 sao. Tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 43, 86, 34. Về tuổi Mùi. Tuổi Mùi sẽ có một ngày ngập tràn tình yêu, hạnh phúc. Bạn thật sự có được tình yêu chân thương, chân thành của người ấy, gia đình hạnh phúc là điều đáng nâng niu trân trọng. Và hãy giữ gìn mái ấm này. Tiền bạc không thực sự như ý đâu vì tuổi Mùi đang tiêu quá tay. Sắp tới sẽ có nhiều việc phải dùng đến tiền nên phải có một khoản tiết kiệm cố định. Sức khỏe ổn định, tuổi Mùi nên tập thể dục thể thao để giữ thân hình của mình. Sức khỏe tốt, thân hình đẹp, đó là điều lý tưởng của bạn. Về sự nghiệp đạt 8 sao, về tài lộc đạt 4 sao, về sức khỏe đạt 9 sao, về tình cảm đạt 8 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 31, 93, 69. Về tuổi Thân, hôm nay ngày 7 tháng 3 là ngày mà tuổi Thân đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Thân. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Vận may chờ mệnh, sự nghiệp của tuổi Thân cũng có những bước tiến khá triển vọng với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn. Có các thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất. Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Thân vẫn chưa đi đến hồi kết, giữa bạn và người ấy còn có những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Về sự nghiệp đạt 9 sao, về tài lộc đạt 9 sao, sức khỏe đạt 5 sao, tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 250103. Về tuổi Dậu, chiều theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày trong ngày 7 tháng 3, tuổi Dậu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn. Bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Dậu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.
Để có điều này cũng là một phần nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Dậu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp. Tuổi Dậu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình. Đường tài lộc của tuổi Dậu hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng. Bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều. Về sự nghiệp đạt 10 sao, về tài lộc đạt 8 sao, sức khỏe đạt 8 sao, tình cảm đạt 9 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 15, 30, 51. Về tuổi Tuất, hôm nay ngày 7 tháng 3 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung. Nếu tiếp tục như vậy, bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại, chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn. Trong tình cảm, có vẻ tuổi Tuất hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã, gây mệt mỏi cho cả hai. Sức khỏe ổn định, tuổi Tuất đang có thân hình đáng mơ ước nên nhất định phải tiếp tục chăm sóc cho cơ thể. Về sự nghiệp đạt 3 sao, về tài lộc đạt 5 sao, về sức khỏe đạt 7 sao, về tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 40, 80, 61. Về tuổi Hợi, theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày 7 tháng 3, tuổi Hợi dễ trở nên bốc đồng và sốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra họa cho con giáp này, mà không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai. Về phương diện tài lộc, tuổi Hợi có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều. Làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải là điều dễ dàng. Vận trình tình cảm của tuổi Hợi trong ngày thứ hai này ở mức bình bình. Bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn trùng xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi, tình cảm chưa được hâm nóng. Hãy thay đổi địa điểm hẹn hò mới giúp đôi bên khơi dậy cảm xúc yêu thương. Tình yêu thăng hoa cũng là chất xúc tác tốt để phương trình hóa học dẫn đến thành công diễn nhanh nhanh hơn. Về sự nghiệp đạt 4 sao, về tài lộc đạt 5 sao, về sức khỏe đạt 8 sao, về tình cảm đạt 6 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 61, 46, 39. Trên đây là tử vi của 12 con giáp trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.